Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi thanh tách 3 trên Win 10 bị treo hoặc bị đơ. Khi các bạn làm việc thanh bị treo là các bạn sẽ ấn vào đây là nó sẽ bị treo và nó quay tròn tròn, là các bạn sẽ không làm được gì. Trường hợp này là máy của mình đã khởi động lại rồi này. Đấy, khi các bạn bị treo là đầu tiên các bạn khởi động lại máy tính này. Đấy, đầu tiên các bạn khởi động lại máy tính. Khi thanh tách 3 đã làm việc được bình thường này thì các bạn sẽ kích chuột phải này. Kích chuột phải vào thanh tách 3 này, chọn cho mình dòng New and Internet này. Đấy. New and Internet này, các bạn chọn cho mình Turn Off này. Đấy. Đây nhá, mình chỉ lại cho các bạn này, các bạn kích chuột phải này, chọn dòng New and Internet và chọn vào Turn Off. Đấy. Như vậy là các bạn đây là đã tắt cái chức năng là thông tin mới cập nhật ở Internet ở trên thanh tách 3. Cái phần này nó rất hay bị làm lỗi thanh tách 3, gây đến hiện tượng đơ và treo trên Win 10. Và khi các bạn tách đi như vậy thì là máy sẽ khắc phục được sự cố treo và đơ thanh tách 3 trên Win 10. Nếu các bạn làm SEO thì thành công, hãy để lại comment cho video này của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.